Okay, hôm nay mình mến chào tất cả mọi người nha. Thì một ngày mới em xin chúc mọi người chống dịch rất là hiệu quả trong mùa Covid-19 này nha mọi người. Đây cấp này hết mồi ăn rồi mọi người ơi. Nay mình mới bắt được mớ coffee về mình cho gắn ăn đây. Thì do là dịch bệnh quá phức tạp nên mình không đi ra ngoài được. Nên là mình mới bắt được mớ cá về cho gắn mình ăn. Này thì gắn gì vô nha mọi người. Nay mình bắt coffee lên cho nó ăn nè. Hiện tại gắn này thì được gần 3 tháng tuổi nha mọi người. Đây, con này nó ăn rồi nè mọi người, bụng trong nóc luôn. Đói quá trời đói, nó ham ăn quá trời. Đây nè mọi người thấy không? Quá đói. Hey, mấy em nào ăn rồi mà này tôi bỏ riêng nè, bỏ qua show nè. Quay cho mà các cô chú anh chị em xem thư giãn nào luôn. Rồi, các cô chú nào, anh chị em nào xem video thì hãy nhớ chia sẻ video của em và đăng ký kênh của em ủng hộ em mọi người. Đây, nó ăn rồi mọi người. Ăn thì những con nào ăn thì em bắt em bỏ qua sang một bên. Đây con này nó ăn rồi mà giờ nó đói quá trời đói, nó tham ăn nó ăn nữa nha mọi người. Ăn muỗng trong nóc bây giờ ăn thêm nữa. Rồi hôm nay video của em cũng chia sẻ ngắn gọn à. Chúc mọi người xem video của em thật là vui tươi nha. Và em xin kết thúc video nha mọi người. Hẹn mọi người xem video kế tiếp của mình nha. Bye bye.